Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay, cụ bà bị rút tiền tiết kiệm để mua thuốc giả. Động mùa khỉ, nỗi sợ và nguy hiểm khi kỳ thị phân biệt đối xử. Cảnh báo tình trạng ô ạt mở rộng diện tích trồng cầu. Bưu điện cô độc nhất thế giới ở sa mạc. Kính chào quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài câu chuyện sự việc đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Như Thảo Diệt Anh. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Chuyên mục Tin nóng vị ngày 30 tháng 7, công an huyện Thạch Thất Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng gồm: Ngô Thị Khuê, sinh năm 1976, Đinh Thị Huệ, sinh năm 1982 và Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1976, cùng ngụ xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 9 năm 2020, Dung và Huệ đi bán rau ở chợ Thanh Xuyên, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, thấy có người bán hạt bạch quả, biết được từng có nhiều người dùng quả bạch quả làm thuốc. Cả hai rủ nhau mua hạt bạch quả để lừa bán cho người bệnh. Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020, nhóm phụ nữ này mang theo hai túi bạch quả đi đến chợ Núa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất. Tại đây, nhóm đối tượng tiếp cận bà Phí Thị L, tên nhất tắc, sinh năm 1946 ở huyện Thạch Thất Hà Nội, đang đi chợ mua thuốc nam về chữa bệnh. Nhóm khuê đã dụ dỗ bà L mua hai túi bạch quả với giá 30 triệu đồng. Do không đủ tiền để trả, bà L đã về nhà lấy sổ tiết kiệm ra rút tiền để trả thì rút nhầm số tiền 300 triệu đồng trả cho cả đối tượng. Sau đó, bà anh L phát hiện mình bị lừa nên đến công an huyện Thạch Thất trình báo. Do cuộc xác minh, công an công an đã nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng. Sáng ngày 30 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đang củng cố tài liệu chứng cứ xử lý theo quy định của pháp luật đối với người đàn ông đã hành hung bác sĩ bệnh viện nhân dân gia đình về hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 27 tháng 7, bé gái 10 tuổi bị hốc xương được chuyển đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận sinh hiệu bình thường, trẻ không khó thở, cảm thấy nuốt dướng và đau. Thời điểm này, bác sĩ T, người bị hành hung, dặn trẻ ngồi chờ và liên hệ bác sĩ tai mũi họng để can thiệp nội sôi gấp xương cho bệnh nhi, đồng thời chặn cho bệnh nhi và gia đình chờ khoảng 10 phút vì còn nhiều bệnh nhân còn cấp cứu. Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, khi bác sĩ T đang ngồi đọc kết quả kiểm tra hình ảnh cho bệnh nhân khác, thì đột nhiên bị người đàn ông xưng là cha của bệnh nhi hóc xương xong chào chửi mắng vì không đồng ý chờ đợi thêm. Dù bác sĩ T đã nỗ lực giải thích tình trạng của bệnh nhi khá ổn và công đoạn nội sôi cần phải chờ chuẩn bị nhưng người đàn ông đã xông vào đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay clip. Sự việc chỉ dịu xuống khi có sự xuất hiện can thiệp của bảo vệ bệnh viện và công an địa phương. Hiện phía bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến công an và sở y tế thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục Nóng trên mặt báo Thú vị, dịch đậu mùa khỉ đang là mối lo ngại của thế giới. Tính đến sáng ngày 30 tháng 7, đã có hơn 21.000 ca bệnh được ghi nhận ở 78 quốc gia, trong đó phần lớn là ở châu Âu và Mỹ. Đã có 5 ca tử vong và tất cả đều ở châu Phi, là những nước trước đây đã lưu hành bệnh này. Cũng giống như những dịch bệnh truyền nhiễm khác, khi số ca mắc tăng nhanh, cũng là lúc xuất hiện nhiều thông tin sai lệch hay tâm lý quá lo lắng trong cộng đồng khiến nhiều bệnh nhân đậu mùa khỉ bị kỳ thị. phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian chỉ nổi với căn bệnh đậu mùa khỉ, anh Matt Ford sinh sống tại Los Angeles, Mỹ, lại cảm thấy sợ hãi. Ngoài sự đau đớn do bệnh tật mang lại, anh Matt còn phải đối mặt với sự xa lánh kỳ thị. Anh Matt Ford, bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ, Mỹ, chia sẻ. Khi tôi nói mình mắc bệnh, bên cạnh những lời chúc nhanh chóng hồi phục, còn có những bình luận kỳ thị. Họ nói những điều thật sự tàn nhẫn với tôi. Anh Matt cho biết trải nghiệm của mình tương tự như điều xảy ra với bệnh nhân nhiễm HIVS và anh không phải là nạn nhân duy nhất. Anh Wesley Wallace, bệnh nhân mắc đồ mục khỉ Mỹ, nói Bạn biết đấy, nhiều người có suy nghĩ rằng, ôi tôi không muốn ở gần người mắc bệnh này, tôi đã bị kỳ thị. Anh Jonathan Araujo, bệnh nhân mắc đồ mục khỉ Mỹ, cũng cho biết khi tôi bước vào bệnh viện, nhiều người nhanh chóng tránh né, dội dã đeo khẩu trang, đeo găng tay. Đối xử như tôi là một loại virus biết đi vậy. Mỹ hiện là quốc gia có số ca mắc cao nhất. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này đã có gần 3.400 trường hợp xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ hoặc ghi nhận các triệu chứng của căn bệnh này. Các ca bệnh phần lớn được ghi nhận ở nam giới đồng tính và song tính. Ông Jimmy Whitworth, giáo sư dạy tế công cộng quốc tế cho biết. Hiện tại, khoảng 90% số ca mắc được phát hiện thuộc nhóm nam giới trong cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, sự lây truyền đó ngày càng gia tăng và càng có nhiều trường hợp mắc hơn. Hiện đã có một vài báo cáo về các trường hợp xảy ra ở trẻ em. Số ca mắc ngày một tăng, kéo theo đó là tình trạng phân biệt đối xử cùng ta theo. Nhiều người còn cho rằng đây là căn bệnh của người trong giới LGBT. Cô Cara Eastman, giám đốc mạng lưới y tế ở Aware Network, nói. Tình trạng phân biệt đối xử đang diễn ra trong cộng đồng người đồng tính cũng như người cha màu khi căn bệnh này bùng phát. Ông Teros Adnaham Ghebreyesus, tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới WHO cho biết: "Kỳ thị và phân biệt đối xử có thể là nguy hiểm như bất kỳ loại virus nào. Tôi cũng kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm những tổ chức có kinh nghiệm làm gì những người bị nhiễm HIV, cùng chúng tôi chống lại kỳ thị và phân biệt đối xử. Sự kỳ thị không chỉ tác động đến người bệnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình kiểm soát dịch." Bà Rosamund Lewis, trưởng nhóm chuyên môn về đậu mùa khỉ của WHO nói. Thái độ kỳ thị sẽ khiến người bệnh e ngại không dám tiếp cận với các dịch vụ chẩn đoán và điều trị, từ đó thì ảnh hưởng tiêu cực tới việc đối phó với dịch bệnh. Hiện các chuyên gia vẫn đang tăng tốc tìm hiểu cơ chế lây truyền của virus rút đậu mùa khỉ cũng như triệu chứng và cách phong tránh để nhanh chóng dập dịch. Thưa quý vị, sự kỳ thị càng gia tăng khi những thống kê gần đây nhất cho thấy rất nhiều trong số những người bị nhiễm virus là người đồng tính và có quan hệ đồng giới. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới chưa có kết luận, nhưng những thông tin như vậy càng khiến người có triệu chứng ngại đi khám bệnh và vô tình tạo điều kiện cho dịch lây lan mạnh. Hiện WHO đã có phản ứng sớm, một quốc gia cũng đưa ra những chương trình riêng để ngăn chặn sự lây lan của virus đậu mùa khỉ. Ngoài đậu mùa khỉ, WHO chỉ đang dùng cụm từ khái niệm tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế với hai bệnh đó là COVID-19 và bại liệt. Kể từ năm 2007, đây là lần thứ bảy WHO đưa ra tuyên bố này. Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu được định nghĩa là một sự kiện bất thường tạo nên mối nguyên hại về sức khỏe cho các quốc gia khác thông qua sự lây lan của bệnh tật quốc tế và đòi hỏi hành động phối hợp giữa các quốc gia để giải quyết. Ông Terence Bay, Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins Mỹ cho biết, tuyên bố của WHO có thể thu hút sự ủng hộ của quốc tế và củng cố để nhanh ứng phó dịch đậu mùa khỉ đang bùng phát trên khắp thế giới. Tuy nhiên, động thái này của WHO cũng dẫn gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Có ý kiến cho rằng WHO chậm trễ tuyên bố đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, vì đợt bùng phát này đã đáp ứng điều kiện để được coi là tình trạng khẩn cấp cách đây vài tuần, trong khi một số khác lại cho rằng động thái này của WHO là thận trọng quá mức. Ông James Lawler, Trung tâm An ninh Sức khỏe Toàn cầu, Đại học Nebraska, Mỹ, nói, sẽ phải mất nhiều tháng nữa, chúng ta mới có thể kiểm soát được đợt bùng phát này. WHO và các tổ chức có trách nhiệm khác cần quyết liệt và phát đi báo động sớm hơn. Nam giới, quan hệ tình dục đồng giới hiện nay được coi là nguy cơ lây nhiễm cao nhất, với khoảng 99% trường hợp được báo cáo bên ngoài châu Phi trong năm nay ở Nam giới và 98% ở Nam giới quan hệ tình dục đồng giới. Tuy nhiên, WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã nhấn mạnh rằng bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh đau mùa khỉ, bất kể khuynh hướng tình dục. Đau mùa khỉ không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục, vì virus lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp. Một khi được đưa vào một cộng đồng, nó có nhiều khả năng lây lan giữa những người tiếp xúc gần gũi với nhau trong cộng đồng đó. Đậu mùa khỉ gây ra đợt bùng phát hiện nay hiếm khi gây chết người và triệu chứng chỉ kéo dài vài tuần. Ngay cả như vậy, các quan chức y tế cũng không muốn loại bệnh này ảnh hưởng không tương xứng với những người đồng tính nam. Các bác sĩ và tổ chức thực hiện cho rằng những người hiểu sai về bệnh có thể mất cảnh giác, thiếu kiến thức về triệu chứng, cách điều trị và phương pháp phòng tránh. WHO đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đậu mùa khỉ không phải là một bệnh đồng tính. Ông Teros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Y tế Thế giới WHO cho biết, đợt bùng phát đến nay đã lan nhanh trên khắp thế giới thông qua phương thức lây truyền mới mà chúng ta còn hiểu biết quá ít. Anh Hiroshi Singh, sinh sống tại London Anh, nói, Ngay khi có thông tin về các đợt tiêm chủng mở rộng tại London, tôi đã đăng ký ngay để tránh căn bệnh đang lây lan mạnh này. Tuy nhiên, thực tế là có nguy cơ đáng kể là thái độ kỳ thị là xuất hiện và ngăn mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ cần thiết. Các chuyên gia không khuyên mọi người thay đổi hành vi cá nhân mà hãy tăng cường cảnh giác. Mọi người không nên quá lo lắng, nhưng nếu ai đó cảm thấy không khỏe và xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, sưng hạch bạch huyết và phát ban, thì nên liên hệ với phòng khám để được tư vấn chữa trị. Ngày 26 tháng 7, một bức thư của người đứng đầu ngành y tế New York, ông Asquin Fashan, gửi đến Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng, cái tên đậu mùa khỉ không xuất phát từ việc virus gây bệnh có nguồn gốc từ khỉ. Thay vào đó, cái tên này bắt nguồn từ việc căn bệnh xuất hiện ở những người da màu châu Phi nếu tiếp tục giữ cái tên này, nó không chỉ gợi lại ký ức phân biệt chủng tộc đau đớn của nhân loại mà còn khiến những người mắc bệnh hiện nay bị kỳ thị và trốn tránh sự hỗ trợ y tế, khiến cộng đồng da màu và cộng đồng LGBT tổn thương cảm xúc. Mặc dù chưa rõ WHO có đổi tên căn bệnh này hay không, nhưng nguy cơ đáng kể là thái độ kỳ thị là xuất hiện và ngăn mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ cần thiết. Điều này chỉ khiến dịch lây lan rộng và khó dập tắt hơn mà thôi. Đến nay thì chúng tôi xin được khép lại câu chuyện của chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội đã chú ý. Xin mời Như Thảo. Vâng, thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giá cao non tăng mạnh, nhiều người dân bắt đầu mở rộng diện tích trồng cao. Tuy nhiên, trước bối cảnh này, các chuyên gia cảnh báo nông dân cần có cái nhìn tổng quan, phải tìm được thị trường tiêu thụ cao lâu dài. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết trong chuyên mục Đông Tây Chuyển Động. Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Anh Nguyễn Văn Hiền cho biết hơn 2 năm qua giá câu tươi luôn giữ mức cao. Cụ thể, câu tươi thu mua tại vườn hiện ở mức 25 đến 30 000 đồng một kg, tăng gấp 6 đến 7 lần so với năm 2020. Trong khi đó, dừa khô nguyên liệu chỉ có hơn 20 000 đồng một chục. Đây là lý do khiến nhiều nhà vườn không còn mặn mà với cây dừa và đổ xô tìm mua cây cầu giống về trồng sen trong các vườn dừa. Theo anh Hiền, chỉ giới 20 gốc cao quanh vườn, hai tháng thu hoạch một lần, mang về thu nhập hơn 1 triệu đồng. Dự kiến gia đình sẽ mở rộng trồng thêm 50 gốc cao trên diện tích dừa kém hiệu quả. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cho hay, cây cao được người dân trồng chủ yếu ở bờ rào hoặc xen kẽ trong vườn dừa, các vườn can trái để kiếm thêm thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Thế nhưng người dân cần cân nhắc khi mở rộng diện tích, đặc biệt là hạn chế thay cây cao cho các cây trồng cũ, đồng thời cần tìm hiểu thị trường tiêu thụ cây cao lâu dài, tránh trường hợp đổ sâu trồng rồi sau đó giá xuống thấp, cung vượt cầu và không tìm được đầu ra nông sản. Tại Khánh Hòa, thời điểm này, nông dân huyện Khánh Sơn đang chào chủ thu hoạch sầu riêng trong niềm chui được giá. Với giá sầu riêng bán ra thị trường hiện từ 50 đến 54 ngàn đồng một ký, không ít hộ nông dân trồng sầu riêng ở Khánh Sơn thu tiền tỷ. Theo các hộ trồng sầu riêng tại huyện Khánh Sơn, các năm trước, giá sầu riêng chỉ từ 35 đến 40 000 đồng một ký và thị trường tiêu thụ rất chậm. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, bà con địa phương chui mừng bởi sầu riêng hiện dao động từ 50 đến 54 000 đồng một ký tùy loại. Với giá bán này, nông dân có lại cao. Theo ngành nông nghiệp huyện Khánh Sơn, sầu riêng của bà con địa phương được làm theo hướng sạch việt gáp nên sản phẩm đảm bảo cho người tiêu dùng. Từ đó, thị trường ngày càng ưa chuộng, thu hoạch đến đâu thương lái bao tiêu hết đến đó. Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm toàn huyện là 4.263 hecta, đạt gần 85% kế hoạch năm, trong đó có 2.000 hecta sầu riêng và diện tích cho thu hoạch khoảng 1.000 hecta. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thú vị, mùa hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, giải trí của thiếu nhi tăng mạnh, nhất là sau dịch Covid-19. Chính vì thế mà trong suốt những tháng hè năm nay, các khu vui chơi giải trí tại thành phố Hồ Chí Minh luôn tấp nập khách nhí, không chỉ trong thành phố mà còn từ các tỉnh lân cận. Dân, hè về là quãng thời gian vui vẻ và đáng nhớ nhất của các em thiếu nhi bởi các em được vui chơi thỏa thích sau một năm học tập căng thẳng. Vui chơi giải trí lành mạnh giúp các em có một mùa hè trọn vẹn, sẵn sàng năng lượng cho một năm học mới. Cô du lịch suối tiên ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, giao dịp này càng thêm tấp nập, rất đông những gia đình đã đưa con nhỏ đến vui chơi. Khu vui chơi với không gian rộng lớn cùng hơn 150 công trình từ trò chơi, khám phá đến văn hóa tâm linh đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều lứa tuổi, đặc biệt là khu vực suối Tiên Farm vừa được hoạt động thu hút rất nhiều em nhỏ. Chị Lê Thị Yến, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nói: "Tại à, vì hè tổ chức cho mấy đứa nhỏ chơi cho nó vui thôi, thoải mái tinh thần để uh, chuẩn bị năm học mới." Em Phạm Lê Hoàng Sơn, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: con chơi được 18 tám, cần đề ngột và đi câu cá cả sấu, cảm thấy rất là vui. Bà Bùi Thị Tú Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết. Tháng 5 cho đến giờ thì phải nói lượng khách bắt đầu tăng dần, tăng dần, tăng dần. Và cho đến nay thì lượng khách rất là khá tốt. Mình đang cho ra ba cái gói uh, sản phẩm combo dành cho du khách. cái này hiện nay mình đang bán combo và trung bình là uh, ưu đãi cho Uh, du khách trên cái combo này là từ 40 cho đến 60%. Không chỉ suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Chiên Sài Gòn cũng luôn đông đúc tấp nạp thiếu nhi vui chơi trong dịp hè, thu hút người dân thành phố và cả du khách từ nhiều tỉnh lân cận. Giữa không gian xanh mát, các em nhỏ được thoải mái vui đùa, tận hưởng mùa hè đầy vui tươi. Em Phan Chí Tiện, tỉnh Hậu Giang chia sẻ. Dạ con hạt, rồi, à, con khỉ, à, nhìn dôi con rất muốn bà mẹ dẫn con đi chơi thật nhiều. Theo thống kê của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, các khu du lịch vui chơi giải trí lượng khách đã khôi phục trở lại 80 đến 90 phần trăm. Đón lượng khách lớn đổ về trong dịp hè, các địa điểm này đã tổ chức nhiều hoạt động thú vị tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Bên cạnh đó là các chương trình ưu đãi giảm giá đáp ứng nhu cầu của du khách. Tiếp theo chúng tôi sẽ đưa quý vị tìm hiểu về vùng đất địa đầu cực nam tổ quốc, nơi được thiên nhiên ưu đãi một khu rừng ngập mặn thuộc dường quốc gia mũi cà mau vô cùng rộng lớn, dường có diện tích tự nhiên hơn 41.800 ha, thích hợp cho các hoạt động tham quan du lịch sinh thái. Đến mũi cà mau bạn không thể bỏ lỡ cơ hội chụp hình cùng cột cờ Hà Nội, tham quan mốc tọa độ GPS 0001 và đặc biệt bạn nên một lần trải nghiệm chuyến du lịch xuyên rừng, bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của cuộc sống người dân nơi đây, nơi được mệnh danh là nơi đất biết nở rừng biết đi. Mệt và thoát tim với những chuyến cano lướt sóng thì bạn có thể nghỉ ngơi, thư giãn tại trạm dừng chân nhà sàn độc nhất vô nhị trên bãi bồi biển Tây. Nơi hàng năm đất bồi lấn ra biển từ 80 đến 100 m ngắm những dải lồng nuôi hầu san sát khắp mặt sông và thưởng thức món hầu nướng mỡ hành thơm phức. Chị Nguyễn Thu Thủy, du khách Hà Nội cho hay. hoặc Cảm xúc rất là dân chào em ạ, vì lần đầu tiên mình được đến được, được cái, cái tận cùng của của bản đồ Việt Nam. này, Càng dân chào hơn em ạ và rất là muốn chụp tập nhiều tấm ảnh để để làm kỷ niệm. Sau này mình đã được tự từng đặt chân lên đất mũi rồi, người dân rất là tình cảm ạ mà rất chân tình. Du khách cũng có thể tự tay bắt cá, cua tôm và tự tay chế biến, thưởng thức bên những người dân hiếu khách nơi xứ mũi. Chị Đoàn Tố Trinh, du khách Hà Nội chia sẻ thêm là mình chưa biểu tượng là mình là gái Việt Nam và cụ mũi cà mau mình muốn là chụp ở cái cột mốc này để để lưu lại để để cho nhớ. Khu du lịch quốc gia mũi cà mau là điểm đến có sức hút mạnh mẽ đối với du khách khi đến cà mau bởi vị trí địa lý đặc biệt và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Một khảo sát gần đây của giới chuyên gia cho thấy khu vực vườn quốc gia mũi cà mau có 93 loài chim, 26 loài thú, 43 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư, 233 loài thủy sản. Du lịch xanh mũi Cà Mau được tỉnh Cà Mau xây dựng dựa trên khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm hạn chế những tác động xấu đến môi trường. Hiện Cà Mau có tuyến xuyên rừng với khoảng cách hàng chục km để du khách có thể cảm nhận và hòa mình vào thiên nhiên. Và bây giờ là những sự việc câu chuyện xảy ra trên thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, nước Anh mới đây đã triển khai mô hình thư viện chẳng vật, nơi mà người dân có thể đến thuê bất cứ đồ vật nào mà họ cần, từ máy khâu cho đến hệ thống âm thanh và bằng cách cho thuê đồ vật với mức giá hợp lý, mô hình thư diện chặn vật đã giúp mọi người tiết kiệm tiền, tránh lãng phí và giảm được khoảng 50 tấn rác thải. Sau một chiến dịch huy động chúng thành công từ cộng đồng, thư diện chẳng vật sẽ được mở rộng từ 7 khu phố lên 50 khu phố trên khắp nước Anh. Hiện tại, thư diện chẳng vật đã được đặt ở các địa điểm công cộng với các cửa hàng tái sử dụng trên khắp thủ đô. Hưởng ứng mô hình, rất nhiều thương hiệu đồ dùng gia đình như Bosch, đã tham gia. Họ cung cấp sản phẩm mới với chi phí thấp hoặc miễn phí cho thư viện. Ngoài ra, họ còn cung cấp thông tin về cách sử dụng và bảo trì sản phẩm. Với thư viện chẳng chật, giờ đây mọi người có thể thuê máy cắt tỉa hàng rào, máy chặt thảm, máy khoan, máy rửa áp lực và các mặt hàng khác với giá chỉ khoảng 1,2 đô la Mỹ một ngày. Nằm sâu trong sa mạc Tanger của khu tự trị nội mông phía Bắc Trung Quốc có một bưu điện đang hoạt động. Đây chính là bưu điện cô độc nhất trên thế giới, được bao quanh bởi những cồn cát mênh mông. Chỉ có diện tích 15 m vuông, bưu điện bằng gỗ ở Saumather không có quá nhiều du khách. Sau hơn 35 năm bị bỏ hoang, bưu điện cô độc này thật sự trông không tệ chút nào. Nhờ những nỗ lực của một vài cá nhân dũng cảm, bưu điện này đã hoạt động trở lại. Mặc dù hiếm khi có khách hàng ghé qua, nhưng hơn 20.000 bức thư và bưu thiếp đã được gửi tới bưu điện sa mạc này chỉ trong tháng 12 năm 2021. Nằm cách con đường gần nhất khoảng 10 km, Bưu điện ở Samartanger không có quá nhiều xe cộ qua lại. Nhưng trong thời đại của internet, đó không phải là một trở ngại. Cô Giang và bạn của cô, Lumen, đã nảy ra ý tưởng kinh doanh trừ viết cho những người muốn gửi thư và bưu thiếp từ bưu điện cô độc nhất trên thế giới mà không thật sự đến thăm nơi này. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, chủ xe máy sập bẫy nhóm văn cảnh trộm xe. Chuyên một chuyện ngày mới, những người âm thầm giữ lửa làng cốm kẹo truyền thống đã tồn tại hơn 40 năm ở Cà Mau. Thú vị sự thuận tiện của việc thu phí không dừng giúp cho các chủ phương tiện tiết kiệm thời gian, không phải chờ đợi ở các trạm thu phí, được nhiều chủ phương tiện hưởng ứng tham gia. Nhưng trong quá trình sử dụng thẻ ETC, hiện tượng xe chắn thẻ bị từ chối do máy không đọc được, tài khoản báo hết tiền thậm chí mua vé thủ công nhưng sau đó tài khoản vẫn bị trừ tiền, gây ủng tắc bức xúc cho cả chủ phương tiện và những người tham gia giao thông, gây khó khăn cho các nhân viên điều tiết giao thông tại trạm. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tuổi thọ của thẻ thấp dẫn đến tốn kém chi phí cho người dân. Câu chuyện được phản ánh trong chuyên mục Cà phê không đường ngay sau đây. Chuyên mục Cà phê không đường Hiện có hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cung cấp thẻ ITAP e và công ty cổ phần giao thông số Việt Nam cung cấp thẻ IPAS. E Sau thời gian sử dụng, ngoài việc lo ngại thẻ hay bị lỗi, nhiều chủ xe còn băn khoăn, kính đại dán phim cách nhiệt thì thẻ ETC không thể nhận diện được. Trong trường hợp này, nhân viên sẽ yêu cầu dán thẻ trên đèn Tuy nhiên, việc dán thẻ bên ngoài sẽ nhanh bị hỏng nếu chủ xe phải thay thẻ mới. Với chi phí 120.000 đồng, anh Nguyễn Văn Lương, thành phố Hà Nội, nói. Nó bị bong nên thành ra bây giờ mình dán lại thôi. Được bao nhiêu lâu thì bong anh? Mấy năm rồi đấy. Mấy năm à? Ừ, có khoảng uh, 5 năm rồi. Anh dán ở vị trí nào? Dán ở phía trong trong cũng bị bong ạ. À. Có thể là mình nghĩ là do chất lượng của cái 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 giấy cách nhiệt đấy, người ta dán lên đấy sau này một thời gian là cái nó bị lắng quá nó bong cái giấy ra đây. Cũng theo các đơn vị khai thác tuyến cao tốc, trong quá trình triển khai thu phí không dừng đã xảy ra hiện tượng xe chắn thẻ bị lỗi không đủ điều kiện để qua trạm ETC. Đơn cử như tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, khi triển khai thu phí thuận ETC thì tỷ lệ xe phải xử lý không qua được trạm chiếm 5,2% tổng lưu lượng xe lưu thông trên tuyến tính trung bình mỗi ngày có tới 1.145 lượt xe chắn thẻ, nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản, gần 1.000 lượt xe không đủ số dư trong tài khoản, thậm chí có xe chán cả hai thẻ của hai nhà cung cấp. Ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết. Đặc biệt là đối với những cái xe mà thường xuyên lưu thông đối với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cộng với cả cái việc là lưu thông xe để xe ngoài trời thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng có một số các chủ phương tiện lại bóc cái thẻ ở chỗ này để dán vào cái chỗ khác mà chủ phương tiện cho rằng nó thuận tiện hơn và thẩm mỹ hơn thì dẫn tới cái việc là gây lỗi khi mà cái tham gia vào làn nhận diện. Liên quan đến lo ngại về tuổi thọ của thẻ thấp dễ xảy ra hư hỏng gây tốn kém cho chủ phương tiện, đại diện nhà cung cấp dịch vụ cho biết, ông Hồ Trọng Chinh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC nói theo nhà sản xuất là có thể trong 10 năm. Nếu như cái thẻ đấy chúng ta chỉ cần bóc ra, dán lại thì có thể đấy là hỏng luôn. Thế còn tất cả những trường hợp bình thường mà không không tác động đến thẻ mà thẻ hỏng thì VTC VTC sẽ thay thẻ miễn phí cho khách hàng. Ông Cao Định Ngân, công ty cổ phần giao thông số Việt Nam cũng cho biết là để lối thẻ không thì nó không hoàn toàn chính xác. Vấn đề này thì chúng tôi đã đề cập đến khá nhiều cái cái đề xuất đối với tổng cục trong cái việc là gì kiểm soát cái chất lượng dịch vụ giữa các đơn vị cung cấp. Ở đây đặc biệt là cái phần hệ thống của thiết bị đầu cuối. Đối với những tuổi thọ của xe thẻ đèn thì nó nằm khoảng 2 đến 3 năm. Còn cái tuổi thọ của thẻ đèn à, thẻ kính ấy, thì nó rơi được khoảng 5 đến 7 năm tổng cục đường bộ việt nam cũng lưu ý các chủ phương tiện cần chú ý tốc độ di chuyển qua làng etc không đặt các vật kim loại phía sau thẻ nếu thẻ dán bên trong kính để đảm bảo thẻ không bị lỗi không nhận diện được đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thu phí chủ động ra soát chấn chỉnh không xảy ra hiện tượng kích hoạt thẻ ảo bảo đảm phương tiện lưu thông thông suốt qua các trạm thu phí trường hợp chủ phương tiện gặp vấn đề về lỗi thẻ hoặc các vấn đề khác liên hệ qua số điện thoại để được xử lý chuyên mục tin nóng. Tiếp theo chương trình là cầm tin nóng mà quý vị cùng tiếp tục lắng nghe. Thu tính giả vào mua ổ bánh mì rồi quay ra, nhưng không ngờ đó là lần cuối chủ xe còn thấy chiếc xe mới mua của mình. Sự việc vừa xảy ra tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai là bài học đắt giá cho chủ xe và những người khác tránh bị sập bẫy bằng nhóm gian cảnh trộm xe. Chiều ngày 21 tháng 7, theo thông tin từ Ủy ban dân xã Thượng Thuận, vào lúc 2 giờ, theo đó, nam thanh niên mặc áo xanh chạy chiếc xe máy từ tiền gom góp đi làm của mình ghé vào bên đường để mua một ổ bánh mì. Do chủ quan nghĩ đi liền nên chủ xe bất cẩn. Phát hiện điều này, hai đối tượng đi xe máy khác áp sát. Để ra tay, bọn chúng phân công nhau, một tên chạy xe tiếp cận chủ xe áo xanh, giả vờ hỏi chuyện đến lạc hướng tạo điều kiện cho tên còn lại tiến tới chiếc xe máy bẻ khóa rồi rô ga tẩu thoát. Khi đồng bọn thành công, tên này cũng dội dã rời khỏi hiện trường. Chủ xe thì vẫn bình thẳng cho tới khi mọi người nhắc nhở để có thể tiếp cận nhà dân và đánh lạc hướng, hai thanh niên đã giác theo con gà đá rồi trộm chiếc xe máy. Thủ đoạn khá tinh chi có sự đầu tư trên diễn ra ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và được camera an ninh ghi lại. Hai nam thanh niên chạy xe máy dừng lại trước một ngôi nhà. Một tên ngồi xe sẵn canh để đồng bọn xuống sách theo con gà đá, cố tình lùa cho nó chạy vào trong nhà dân. Tên này tiếp cận theo để mọi người không nghi ngờ sau đó thì đối tượng bẻ khóa một chiếc xe máy rồi biến mất. Thú vị dưới vỏ bọc tài xế xe ôm công nghệ, không ít kẻ ẩn mình thực hiện hành vi trộm cắp. Thời gian gần đây xảy ra ngày càng nhiều những vụ việc như vậy. Điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh những xe ôm chân chính khác. Vụ việc như lời cảnh báo mọi người cần thận trọng, đóng cửa nhà cẩn thận, kể cả khi có người bên trong. Theo đoạn clip camera an ninh nhà dân tại khu vực phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chị Oanh chủ nhà cho biết có đặt xe ôm công nghệ tới chở chờ mãi không thấy tài xế nào tới. Nào ngờ, sau đó chỉ phát hiện giỏ sách của mình biến mất. Trích xuất camera an ninh phát hiện lúc này có một nam thanh niên khoác áo xe ôm công nghệ tới, thấy cửa mở đã thản nhiên đi vào, sau đó nhanh chóng lấy đồ rồi tẩu thoát. Chuyên mục chuyện ngày mới. Quý vị thân mến, chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay mời quý vị tìm hiểu về nghề làm cốm ở phường Tân Thành đã có từ rất lâu đời. Có nhiều lúc nghề phát triển rất mạnh, lên đến hàng trăm hộ. Cũng có lúc làng nghề chỉ còn vài chục hộ bám nghề. Ngày nay mà dù thị trường có nhiều loại cớm, bánh mứt với màu mã đẹp và mới lạ được bày bán, thì cớm Tân Thành vẫn giữ được hương vị độc đáo riêng và được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của những người đang âm thầm giữ lửa cho làng cớm gạo Cà Mau. Quý vị nha! Để làm được những mẻ cốm ngon phải trải qua nhiều công đoạn và cần nhất là sự khéo léo của những người thợ. Đầu tiên là khâu chọn nguyên liệu. Gạo để làm hạt cốm phải là loại gạo dài hạt trung bình 1,8 kg gạo thì cho ra được 1,5 kg cốm nổ, tức là hạt cốm thành phẩm. Sau đó thì người thợ sẽ dùng hạt cốm nổ này để ngào thành bánh cốm. Ông Hồ Minh Tâm, khóm 4, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau chia sẻ hồi trước thì mình nghề này thì cũng làm được đâu bảy năm mà bảy năm rồi trước mình quay bằng tay nè mà đó làm gì thì nó có đồng lợi hơn có nghĩa là đồ đạc nó rẻ giờ đồ đạc cũng hơi lên cao cực thì thấy trong lửa này tối ngày mình phải giá chịu cực dặn nắp rồi phải cho kính cho đáo làm đâu lâu cháy ống lại cháy cái nắp lại cho nó láng không còn để vô cái nó bị xì. Không có khói ở chỗ đó. Khi chảo trường chuyển sang màu vàng cánh dán thì cho cốm nổ vào và nhanh tay đảo đều để hạt cốm dính vào nhau. Sau đó thì người thợ sẽ đổ chảo cốm ngào ra khuôn chàng đều và trà láng mặt cốm để chúng kết dính với nhau. Sức nóng của cốm đã chịu xuống, người thợ nhanh chóng dùng dao cắt miếng cốm thành hình chuông có chiều dài vừa ăn và cuối cùng là gói bánh cốm thành phẩm vào bọc ni lông sao cho bánh cốm đều và đẹp mắt. Mỗi ngày một gia đình làm cốm có thể sản xuất được 40 đến 50 kg cốm thành phẩm. Mỗi cái cốm được bán ra thị trường với giá từ 50 đến 55.000 đồng. Chị Trần Thị Nâu, khóm 5, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau cho biết cái này là có là nên uh, cổ uh, hồi xưa hồi xưa đám rồi đó là mình hay uh, làm để làm đám mình đẩy ra cho người ta ăn thì cái sau này cũng bỏ một thời gian cái không ai làm nữa cái sau cũng nghĩ cách ra người này người kia nghĩ cách ra để làm nó bán thử gốc lại bán nó được quá bây giờ làm làm nhiều người làm hết giờ hồi đầu tiên là chỉ có cô với cái cô ngang đây làm thôi rồi sau người ta thấy mà cũng có lãi vậy đó rồi ai ta cũng bày ra ta làm mình kiếm uh, sống hàng ngày ừ. Uh. Uh, xưa thì làm nó nó cũng có cái lãi nhiều lắm để mình sống được mà giờ đồ đạt lên quá mà cốm nó không có lên được thì làm thì nó cũng lời meo quá một uh, ký vậy là nó 50 mươi ngàn là nó 8 miếng gì đây tám miếng vô. <laughs> giòn thơm béo đậm đà hương vị là đặc trưng của cốm gạo tân thành Cốm gạo có nhiều loại như cốm gạo sấy, cốm thục, cốm gạo hay nếp nhúng. Nhưng loại cốm gạo sấy là được làm phổ biến nhất. Với nguyên liệu từ gạo đập không phải nhúng qua chậu như những loại cốm nếp, kết hợp với cưng, hành, đậu phộng, đường, nước cốt dừa. Mỗi mẹ cốm gạo cho ra lò có hương thơm đậm đà, vừa thể hiện sự tỉ mỉ của người thợ làm cốm. Những tiếng nổ cốm vẫn đang gian lên đều đặn những tiếng răng đầu, những mùi thơm ngọt ngào bay ra từ các mẹ nước đường ngào cớm đã góp phần giữ dữ vững làng nghề truyền thống đã tồn tại hơn 40 năm tại xứ Cà Mau này. Giờ đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay được khép lại. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, Việt Anh và Như Thảo xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.